Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bệnh dân kỳ thứ 303, diễn đàn độc lập xin trình bày về hồ sơ tổng thống, tổng thống Trump tiếp tục làm chủ sân khấu CNN. Đây là phần thứ năm và đây cũng là phần cuối của loạt bài tổng thống Trump và CNN trên sân khấu tòa thị chính. Xin mời quý vị cùng các bạn tham gia. thưa quý vị và các bạn vừa qua công tố viên đặc biệt do bộ trưởng tư pháp của chính quyền Biden bổ nhiệm ông Jack Smith truy tố tổng thống Trump cho bằng được gồm 37 tội danh liên quan đến vụ mà FBI dưới thời của chính quyền ông Biden đột kích hôm ngày 8 tháng 8 năm 2022 nếu cộng với 34 tội danh do công tố viên cấp quận ở New York Elvin Bragg cáo buộc trong vài tháng trước thì ông sẽ được 71 tội tội quá trời tội trong khi đó thì vụ hồ sơ của thượng nghị sĩ và phó tổng thống Biden đã lấy đi 6-7 năm vẫn không thấy họ nói đến. Nếu ông cứ gật đầu nhận tội thì mỗi tội 4 hoặc là 5 năm tù để hoàn thành công lý, công lý của thời dân chủ nắm quyền bây giờ thì tổng thống Trump phải ở tù trên dưới 300 năm. Trong lịch sử nhân loại chưa ai có và khó có ai tin. Nhưng tin rằng người có số tù thì không tránh khỏi, không có số thì có muốn cũng không được. Donald Trump không có số đó. Điều này chúng ta đã dạo qua ở những kỳ trước. Thực tế trước mắt, hiện nay sau những đợt cáo buộc thì tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Trump lên như là diều gặp gió. Và rừng người, rừng cờ vẫn đứng bên ông, như đứng dưới cờ của một nhà chí sĩ thời đại để nghe ông trình bày nghị trình cứu nước. Một nước vĩ đại xem ra đang bị lung lay nền mong. Và bây giờ diễn đàn chính trình bày về hồ sơ Tổng thống. Tổng thống Trump làm chủ sân khấu CNN phần 5. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề này chúng ta đã nói nhiều lần ở những kỳ trước, sau ngày mà người dân Hoa Kỳ cảm thấy hổ thiện trước thế giới vào tháng 8 năm 2022 đó là cuộc đột kích vào tư dinh Malago của Donald Trump, một cựu tổng thống có tài năng bậc nhất, có thành quả nhiều nhất trong lịch sử trong một nhiệm kỳ và trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất do đối phương chính trị gây ra. Và trên sân khấu tòa thị chính, cô Collins, đại diện cho CNN đã tiếp tục nêu lên rằng cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt về tài liệu mật được tìm thấy ở Malago, tại sao ông lại mang theo những tài liệu đó khi ông rời tòa Bạch Ốc? Tổng thống Trump, tôi có mọi quyền theo đạo luật hồ sơ tổng thống. Bạn có đạo luật hồ sơ tổng thống. Tôi đã ở đó và tôi đã lấy đi những gì tôi đã lấy và được giải mật. Ngược lại, Biden đã lấy 1.850 hộp. Ông ấy có những chiếc hộp gửi đến khu phố tàu Chinatown. Nói họ thậm chí không nói tiếng Anh trong khu phố tàu mà chúng ta đang nói đến. Mới chỉ trí Collins lật đập. Tôi phải chặn ông lại tại đây, bởi vì Tổng thống Trump nói tiếp. Không ai nói gì về ông ta. Họ nói về chúng tôi. Chỉ để cho cô hiểu, tôi có quyền làm điều đó. Tôi không giấu giếm chuyện đó. Các hộp được đặt bên ngoài tòa vạch ốc. Mọi người chụp ảnh có cơ quan dịch vụ tổng hợp của chính phủ và những người khác nhau. Collins, tôi phải chặn ông ngay tại đó vì đạo luật hồ sơ tổng thống vốn không được nhiều người biết đến và tôi đã đọc. Nó không nói rằng ông có thể mang tài liệu đi theo. Nó thực sự nói rằng chúng là tài sản của chính phủ liên bang khi ông rời đi. Tổng thống Trump, nó nói rằng bạn nói chuyện, bạn đàm phán, bạn thực hiện một thỏa thuận. Hiện đây mà nói, đó không phải là một tội phạm. Cô ta cãi, nó không nói rằng ông thương lượng mà. Tổng thống Trump, đạo luật hồ sơ tổng thống không phải là hình sự. Và để cho cô biết, cô lên kết ngang, nó không nói rằng ông có thể thương lượng để mang theo tài liệu mà. Thưa quý vị và các bạn, nhân đây xin đặt vài câu hỏi để chúng ta suy gẫm và tìm vui. Theo cô nói, tổng thống không có quyền mang tài liệu nào đi cả. Vậy thì đạo luật hồ sơ tổng thống là cái chi chi? Và để làm gì chứ hả? Từ đó ta biết chắc chắn như đinh đóng cột là để quy định và bảo vệ quyền của tổng thống. Và nếu tổng thống không có quyền mang hồ sơ liên quan đến thành quả công việc của mình đi, thì không lẽ Tổng thống xây thư viện để trưng bày hình ảnh thôi sao? Điều này chúng ta đã nhận ra, đã hiểu, đã từng nói nhiều lần từ sau cái ngày có trang sử đen vào tháng 8 năm ngoái. Và bây giờ chúng ta mới có dịp nghe Tổng thống nói y như vậy. Tại sao? Chúng ta không cần phải thật thông thái để hiểu biết điều đó, mà chỉ cần bình tĩnh nhìn cục diện tận tường thì cũng có thể thấy. Dĩ nhiên đạo luật không liệt kê rằng là điều số 1, số 2 hay là số 3 nào bảo Tổng thống phải thương lượng hay là tổ chức đàm phán với sở văn khố quốc gia nhưng nó cũng không nói là cấm thương lượng hay là cấm đàm phán khi có vấn đề bất đồng xảy ra có phải không và bản chất của hồ sơ nữa bản chất của hồ sơ là không giống như những cục gạch riêng biệt có thể phân chia giữa tổng thống và sở văn khố mà là một lô vấn đề đang chen với nhau và tất cả đều qua tay của tổng thống khi tổng thống làm nhiệm vụ lãnh đạo bất kỳ là tổng thống nào chứ không riêng như tổng thống trump tài liệu có khi nặng về phía hồ sơ của tổng thống có khi nặng về phía hồ sơ lưu trữ quốc gia. Tóm lại là lần ranh này nhiều khi không có thể rõ ràng hoàn toàn được. Và đã không rõ ràng thì ác phải có thương lượng bên nào nặng, bên nào nhẹ, phần nào của tổng thống, phần nào nên để lại vào văn cố quốc gia. Đây là bản chất của vấn đề. Bản chất của nó là lành ranh nội dung của tài liệu thường khi khó thống nhất. Nhưng câu hỏi là việc tạo ra một biến cố đối với một tổng thống đã bị vu oan giáo họa 7 năm. Như vậy, có phải là hình sự hóa hay là vũ khí hóa hoặc là chính trị hóa vấn đề hay không tin rằng quý vị và các bạn không cần phải nói tiếp cũng đã có thể tự cho mình một phán đoán rồi có phải thế không Tổng thống Trump nói tiếp, tôi có thể nói với cô điều này không? Chỉ để cho cô hiểu, đạo luật hồ sơ tổng thống không phải dành cho tội phạm. Tôi lấy tài liệu, tôi được phép. Cô có biết ai khác đã lấy hồ sơ không? Obama đã lấy, Nixon đã lấy, Reagan cũng đã lấy. Cô Collins đã lật đật lên tiếng bên vực riêng của Obama liền. Obama không lấy tài liệu. Tổng thống Trump trả lời, ồ, oh, ông ấy đã không lấy à? Ông ấy đã không lấy thật à? Hãy xem đi. Đến đây thì khán giả vỗ tay. Trong khi đó, cô ta vẫn cãi rằng, rằng sở văn khố nói tổng thống Obama không lấy tài liệu mà. Và đến đây để tránh cho cái lỗ tai bị rót mật, thì quý vị và các bạn có thể tự đặt một câu hỏi. Vậy chứ ông ta xây thư viện tổng thống để làm cái gì? Chắc chắn không phải chỉ để trưng bày những tủ giấy trắng có phải không? Và đây là những thông tin. Năm ngày sau khi cuộc đột kích Malago diễn ra, vào ngày 13 tháng 8 năm 2022 thì tờ The Gateway Pundit đã đưa tin độc quyền như sau. Sở văn khố quốc gia và truyền thông bị bắt quá tang trong một lời nói dối khác. Bằng chứng cho thấy Obama đã có tài liệu mật trong 33 triệu trang mà ông ấy mang theo khi rời nhiệm sở. Và ngày 6 tháng 7 năm 2017 thì tờ báo cũng đã đăng tin trong hoàn cảnh bình thường chưa có chuyện gì xảy ra đối với Tổng thống Trump như sau. Hội đồng an ninh quốc gia sẽ không thực hiện yêu cầu trác đòi đối với các tài liệu Susan Rice tiết lộ hồ sơ đã được chuyển đến Thư viện Obama. Cụ thể thì Hội đồng an ninh quốc gia nói với Tổ chức Giám sát Tư pháp tức là Judicial Watch các tài liệu từ chính quyền Obama đã được chuyển đến thư viện Tổng thống Obama. Bạn có thể gửi yêu cầu của mình đến thư viện Obama. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng đạo luật hồ sơ tổng thống, hồ sơ của tổng thống vẫn không được công khai trong 5 năm sau khi một chính quyền rời nhiệm sở. Thưa quý vị và các bạn, chỉ có điều khác ở đây là tổ chức lưu trữ tài liệu cho Tổng thống Obama, chuyển tài liệu đến cơ sở của chính phủ ở Chicago và chuyển sang dạng kỹ thuật số theo dạng thông tin hiện đại thì dĩ nhiên là không lấy không lấy ở đây là không lấy tài liệu bằng giấy, nhưng vẫn là dùng nội dung cần thiết cho Thư viện Tổng thống. Đó là chưa kể theo báo chí cho hay ông đã dùng 65 triệu đô la cho việc này, trong khi thực tế có chắc là phải dùng đến số tiền lớn như vậy và thời gian lâu như vậy hay không? Vấn đề rất nhiều khê, nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời chứ không hề đơn giản. Giả sử nếu Cộng hòa bất chấp dư luận theo đuổi Obama như là cuộc săn lùng phù thủy đối với Tổng thống Trump 7 năm qua, thì liệu có chỗ nào thiếu sót hay không? Cho nên truyền thông bất lương chỉ cần tuyên truyền cho dù sự thật tìm thấy hoàn toàn trái ngược như là vụ thông đồng với Nga hay là vụ Ukraine, vụ vân vân Mặt của họ sẽ trở nên dày hơn chứ có bao giờ họ xin lỗi đâu. Truyền thông lo phường chống Trump cũng một sách đó thôi. Tờ New York Post vào ngày 14 tháng 8 năm 2022 cũng đã đăng không có chức thánh nào để phong cho Obama. Sở văn khố quốc gia trong cuộc đột kích ông Trump của FBI làm náo động. Quý vị và các bạn có thể xem thêm theo link ở dưới video. Tổng thống Trump nói tiếp, kể cả Jimmy Carter, ngay cả Mike Pence cũng có một số tài liệu và anh ấy là một người khả kính đây. Nhưng cô có biết ai đã lấy tài liệu nhiều hơn bất kỳ ai là Joe Biden hay không? Ông ta có 1.800 hộp và thậm chí không ai biết chúng ở đâu. 1.800 và không ai nói về ông ta cả. Và đến đây khán giả đã vỗ tay tán thưởng cả rạp. Cô Collins vội vàng, thưa Tổng thống, điều đó không có chính xác. Và Tổng thống Trump, và họ đặt một kẻ thô bạo lên chúng tôi, nhưng họ thì không có ai. Trong đoạn này, thì cô Collins tránh không hề nhắc tên ông Biden, chỉ nhắc rằng là kể cả Phó Tổng thống Mike Spence đã tình nguyện trả lại tài liệu và cố buộc tội Tổng thống Trump là đã không trả lại. Và trò này chúng ta đã nói ở nhiều kỳ trước, tại sao khui ra vụ Biden và Mike Spence để cho hai người tự trả. Và từ đó dư luận đã hướng dẫn người mê sang Tổng thống Trump rằng Biden và Mike Spence tự nguyện, còn Tổng thống Trump thì không. Chúng ta sẽ quay lại nói về vấn đề tự nguyện hay là không tự nguyện sau này bây giờ thì cô ta cứ tiếp tục tôm tóp cướp lời và lặp đi lặp lại điểm này tổng thống trump nói tiếp bao gồm một cuộc đột kích vào nhà tôi đó là những gì nó bao gồm họ đột kích đấy họ không đột kích vào nhà của ông biden Cô biết chuyện gì đã xảy ra không? Họ để trong nhà, đó là nơi có chiếc covet, nơi mà các tài liệu nằm rải rác trên sàn, như thế vẫn tốt. Và bạn có biết ai đâu có mặt ở Malago không? Mật vụ đấy. Và họ thật là phi thường. Tôi có mật vụ, ông ta không có mật vụ. Điều khác nữa là phó tổng thống không thể giải mật. Ông ta không có quyền giải mật. Ông ta lấy tài liệu từ khi còn làm thượng nghị sĩ và thậm chí các thượng nghị sĩ dân chủ cũng đã nói không thể tin nổi. Tôi không thể tin nổi. Không, tôi đã làm theo đạo luật hồ sơ tổng thống. Và để tìm hiểu thêm, vào ngày 24 tháng 10 năm 2022, thì tờ báo chuyên về luật pháp American Bar.org đã giải thích như sau. Hệ thống phân loại các tài liệu an ninh quốc gia phần lớn là một quy trình quan liêu được chính phủ liên bang sử dụng để kiểm soát cách mà các viên chức ngành hành pháp xử lý thông tin mà việc tiết lộ chúng có thể gây hại cho đất nước. Tuy nhiên, chính phủ đã truy tố các trường hợp xử lý thông tin sai và cố ý. Như vậy, nói đến viên chức hành pháp tức là nói đến từ phó tổng thống trở xuống. Tờ báo đã viết tiếp. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Tổng thống với tư cách là Tổng tư lệnh được trao nhiều quyền hạn để phân loại và giải mật những thông tin đó, thường thông qua việc sử dụng các sắc lệnh hành pháp. Như vậy ta thấy điều luật Hiến pháp đã dành cho Tổng thống đã rõ về quyền hạn này. Tờ báo đã giải thích tiếp, mức độ thẩm quyền pháp lý của Tổng thống trong việc đơn phương giải mật các tài liệu mà không tuân theo các thủ tục chính thức vẫn chưa bị phản đối trước tòa. Xin lặp lại, mà không tuân theo các thủ tục chính thức vẫn chưa bị phản đối trước tòa như vậy có nghĩa là xưa nay đây là điểm mù mờ chưa bao giờ và chưa có thể có một ranh giới cụ thể và từ đó đàm phán có thể diễn ra ngay ở làn ranh này mà không có ghi vào đạo luật đúng theo như lời tổng thống trump đã nói cô collins vẫn tơn tớp cướp lời như là từ lúc đầu tranh cãi rằng đó không phải là những gì mà đạo luật hồ sơ tổng thống nói và một hai là buộc tội tổng thống trump không tự nguyện khác với ông biden luận điệu một chiều này đã làm mờ mịt trí óc của nhiều người và chúng ta đã giải bày trước đây tổng thống trump tiếp tục chúng tôi đã đàm phán với sở văn khố nara và họ đã gán cờ đỏ một thứ gọi là hiến pháp hoa kỳ và tuyên ngôn nhân quyền vì họ xem đó là những tài liệu nguy hiểm đó là những người mà chúng ta đang đối phó đấy vẫn lặp lại luận điệu cũ và cô ta đã cài rằng là tổng thống có bao giờ cho ai xem những tài liệu mật đó hay chưa tổng thống trump trả lời không thật sự như thế tôi có quyền mà và nên nhớ chúng đã được giải mật đấy Collins. ông nói không thực sự là có ý gì tổng thống trump không phải là điều tôi có thể nghĩ về để tôi nói cho cô biết tôi hoàn toàn có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn với chúng tôi có quyền đấy tôi đang đàm phán với nara cô có biết nara là gì không ông ta cài tưởng là dễ ẹt cô ta trả lời cục lưu trữ quốc gia chứ gì nhưng điều mà tổng thống muốn nói ở đây là ông nói nhóm người cực tả đấy nhưng ông không thương lượng với họ tổng thống trump cực tả đấy tôi đã đàm phán với họ mà nhưng đột nhiên họ đột kích vào nhà tôi họ không đột kích vào nhà joe biden họ không đột kích obama và thưa quý vị và các bạn chắc quý vị và các bạn đã nghĩ nếu ông Biden không lấy 1.850 thùng hồ sơ và để rải rác khắp nơi, kể cả gara và ở Chinatown, và ông đã sử dụng như thế nào trong nhiều năm qua, thì chưa chắc có chuyện đột kích Malago xảy ra. Và trong điều này, ông Biden chỉ còn có mỗi một cách là phải giao nộp. Và khi đã bị bắt gặp quá tan, lấy về nhà ngâm trong nhiều năm không báo. Trong khi đó thì tiền Trung Cộng hoặc là các nước ngoài chảy vào các tài khoản của nhiều người trong gia đình, khiến cho quốc hội đang điều tra tình nghi hối lộ thì còn có lý do gì để không giao nộp chứ, có phải không? Thế mà truyền thông đấm ngực tự sưng dùm và bỡ rằng ông tự nguyện và ngược lại cáo buộc ông Trump thì không. Đây là truyền thông gì? Có phải là truyền thông đăng ca bài đồng giao hay không? Trong khi Collins vẫn tôm tấp lặp lại câu hỏi cũ như cái máy về lý do tại sao ông giữ tài liệu, thì bây giờ đến lượt Tổng thống Trump phản công mạnh hơn về thể cách và nội dung như sau. Joe Biden lấy 1.850 hộp. Cô đã sẵn sàng chưa? Cô đã sẵn sàng chưa nào? Tôi có thể nói chuyện được chưa? Vâng, câu trả lời là gì? Cô có phiền gì không? Cô có phiền không à? Tôi muốn trả lời câu hỏi. Được rồi, nó rất đơn giản để trả lời. Đó là lý do tại sao tôi hỏi. Nó rất đơn giản. Cô là người thua lỗ. Tôi nói cô như thế đấy. Và đến đây, khán giả vỗ tay cười rộ cá rạp. Cô Collins vẫn lặp lại câu hỏi và tổng thống trump trả lời rất là đơn giản tôi đàm phán và chúng tôi nói chuyện với nara đó là ở washington để mang đến bất cứ thứ gì họ muốn họ có thể có bất cứ thứ gì họ muốn khi rời washington chúng tôi xếp những chiếc hộp trên vỉa hè bên ngoài cho mọi người mọi người đã chụp ảnh mọi người đều biết chúng tôi đang lấy những chiếc hộp đó và cơ quan dịch vụ tổng hợp tức là cơ quan của chính phủ gsa đã lấy chúng họ mang chúng xuống malago Chúng tôi đàm phán với Nara, thì đột nhiên họ đột kích vào nhà của chúng tôi. Khi ông Biden có tài liệu với mình, ông ấy sẽ không trả lại 1.850 hộp và cô sẽ tìm thấy một số viên ngọc thật sự ở trong đó. Và một lần nữa, cô ta cướp lời, vẫn kèo nhèo lại như cũ. Tại, Tại sao Tổng thống không thống trả chúng lại khi ông thống. nhận được các đòi? Tổng thống Trump, bởi vì chúng tôi đang đàm phán với họ. Chúng tôi đang đàm phán với họ theo luật hồ sơ Tổng thống. Chúng tôi đã đàm phán với Nara, những người rất tốt đấy. Và cô ta chê ngang, ghi nhận rằng là đạo luật hồ sơ Tổng thống cô đọc. Cô thấy không có đàm phán. Điều này chúng ta đã vừa giải thích bản chất của hồ sơ. Chỉ có kẻ kém trí mà không nhận ra, hoặc là chỉ cãi bướng mà thôi. Tổng thống Trump vẫn tiếp, nhưng họ phải yêu hiến pháp của chúng ta hơn một chút. Và nhân đây, họ không nên đánh dấu đỏ cho nó. Những người rất tốt đây. Chúng tôi đang đàm phán với NARA, và đó là những gì đạo luật hồ sơ tổng thống quy định bởi vì Richard Nixon thật là ngạc nhiên, có vấn đề, và ông ấy gặp rất nhiều vấn đề khi giải quyết với NARA, và cuối cùng họ đã thông qua một luật. Colin lên stop theo liền. Đó là lý do tại sao họ tạo ra luật ấy. Tổng thống Trump tiếp, họ gọi nó là đạo luật hồ sơ tổng thống chỉ dành cho loại việc này. Lúc bây giờ chúng tôi đang dàn xếp, chúng tôi đang nói chuyện với họ. Và thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng ta càng hiểu rõ hơn. Đạo luật hồ sơ tổng thống để ra là vì lý do lành ranh hồ sơ không rõ ràng như chúng ta đã nói. Nhưng từ đó cho đến nay vẫn còn mắc mớ ở chỗ là quá trình phân loại và chia phân như thế nào. Như trên chúng ta đã nói và xin lặp lại một lần nữa. Thì tờ báo chuyên về luật pháp AmericanBar.org đã giải thích như sau. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Tổng thống với tư cách là Tổng tư lệnh được trao nhiều quyền hạn để phân loại và giải mật những thông tin đó, thường thông qua việc sử dụng các sắc lệnh hành pháp. Như vậy ta thấy điều luật hiến pháp đã dành cho tổng thống quyền hạn này. Tờ báo đã giải thích tiếp mức độ thẩm quyền pháp lý của tổng thống trong việc đơn phương giải mật các tài liệu mà không tuân theo các thủ tục chính thức. Xin lặp lại, mà không tuân theo các thủ tục chính thức vẫn chưa bị phản đối trước tòa. Như vậy có nghĩa là xưa nay chưa bao giờ và chưa có thể có một ranh giới cụ thể và từ đó đàm phán có thể diễn ra ngay ở làng ranh này mà không có ghi vào đạo luật đúng theo như lời Tổng thống Trump đã nói. Collins muốn chuyển sang đề tài khác, nhưng Tổng thống Trump lôi lại. Xin lỗi hãy đợi, đợi một chút, đợi đợi. Chúng tôi đang nói chuyện với họ, lẽ ra chúng tôi sẽ làm điều đó. Nhưng đột nhiên, họ đột kích vào nhà, và bây giờ tại sao FBI chưa đột kích nhà Biden chứ hả? Và Collins vẫn như thế, cứ nhai lại, nào là Biden giao nộp còn ông thì không. Nhưng thưa quý vị và các bạn, đâu có lý do gì khiến chúng ta không tự hỏi để suy gẫm rằng, vậy chứ ông Biden đã dùng hồ sơ đó trong 6-7 năm qua, ông đã giao nộp cho ai? và kinh doanh gì mà hàng triệu đô la từ nước ngoài chảy vào từng nhà của gia đình, khiến cho Quốc hội Cộng hòa đang khổ công đưa ra ánh sáng mấy tuần qua vậy chứ? Cô Collins cố giải thích, bao che rằng ông Biden đã báo cáo cho chính phủ và yêu cầu họ đến lấy. Nhưng ai cũng biết là sau gần chục năm và sau khi bị phát giác. Đến đây, Collins lại nặng ra câu hỏi mới. Tổng thống vẫn còn sở hữu bất kỳ tài liệu mặt nào không? Tổng thống Trump, cô đã sẵn sàng chưa? Còn ông, Tổng thống Trump, không, không, tôi không có gì cả, tôi không có tài liệu mật. nhắn tiện, chúng sẽ tự động giải mật khi tôi lấy chúng. Hãy để tôi hỏi cô một câu, tại sao Biden lại có chín hộp hồ sơ ở khu pháo Tàu và anh ta kiếm được rất nhiều tiền từ Trung Quốc chứ? Tại sao vậy hả? Đến đây thì khán giả vỗ tay dậy cả rạp. Cô Collins vỗ vàng lặp đi lặp lại nữa rằng không có bằng chứng, trong khi Tổng thống Trump tiếp, tại sao mọi người không nêu lên chứ hả? Collins vẫn nói không có bằng chứng, và Tổng thống Trump nói tiếp, tại sao không giao cho anh chàng Jack Smith này và nhóm công đồ của anh ta chứ? Tại sao không giao cho anh ta phụ trách việc đó? Collins đòi ngăn tổng thống rằng là không có bằng chứng và nói, những gì ông đang đề cập đến đó là một văn phòng mà ông ấy đã có. Không không, tổng thống Trump, đó là ở Đại học Pennsylvania. Collins cải tiếp rằng sau khi rời ghế phó tổng thống thì ông Biden có một văn phòng tạm thời và sau đó cô định chuyển sang cuộc điều tra khác. Cô sai rồi, tổng thống Trump. Cô không biết chủ đề này. Từ tổng thống tôi biết chủ đề này và tôi biết sự thật. Tổng thống Trump, ông ta có một hộp ở Đại học Pennsylvania. Nhưng ông ta cũng có đến 9 hộp ở khu phố Tàu đấy. Và sau khi thất bại thì cô ta chuyển sang chuyện khác, đó là cuộc điều tra về cuộc gọi yêu cầu truy tìm phiếu của tổng thống Trump ở Georgia trong cuộc kiểm phiếu sau bầu cử 2020. Và đây là một trong ngàn lẻ một cái mũ chụp mà chúng ta đã nói ở những kỳ trước rằng là không thấy có gì bất hợp pháp trong cuộc gọi đó. Bởi thứ nhất là cuộc gọi công khai, không phải là lén gọi một cách bất hợp pháp. Trong cuộc gọi đó có cả một lô viên chức cùng chân tên đang lắng nghe trong một đường dây. Và thứ hai là yêu cầu sưu tra tìm phiếu đã bị gian lận, bị cướp, phiếu hợp lệ, bị loại bỏ một cách bất hợp pháp vì gian lận, chứ không phải là tìm thêm hay là làm thêm phiếu mới. Đến đây thì chúng ta bỗng nhớ đến là Vrenti barrier dưới trướng của Stalin, đã nói ai cũng có thể bị buộc tội nếu nhà cầm quyền muốn. Với một câu nổi tiếng đáng sợ, hãy cho tôi biết ai và tôi sẽ tìm tội cho. Collins nói, nơi đây họ đang điều tra nỗ lực của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử ở Georgia. Tổng thống Trump, tôi chẳng làm gì sai cả, đó là một cuộc điện thoại hoàn hảo cuộc colin cố cài với thực tế có những bản cáo trạng dự kiến sẽ đến trong trường hợp đó vào mùa hè này đó có phải là cuộc gọi mà ông sẽ thực hiện hôm nay hay không tổng thống trump vâng tôi đã gọi và đặt câu hỏi về cuộc bầu cử tôi nghĩ đó là một cuộc bầu cử gian lận tôi nghĩ rằng có rất nhiều vấn đề tôi đón ông ấy là tổng thư ký của tiểu bang tôi đã gọi hãy nghe này có bảy luật sư trong cuộc gọi nhiều người trong số họ là ở tại chỗ đó chúng tôi đã có một cuộc gọi cuộc gọi bình thường colin steve ông yêu cầu anh ấy tìm phiếu bầu cho ông à Tôi không yêu cầu anh ấy làm bất cứ thứ gì. Hãy để tôi nói thế này nhé. Collins, chúng tôi đã nghe băng ghi âm, thưa Tổng thống. Tổng thống Trump, nếu cuộc gọi là xấu. Collins, có đoạn ghi âm ông yêu cầu anh ấy tìm cho ông 11.000 phiếu bầu. Tổng thống Trump, tôi nói rằng bạn nợ tôi phiếu bầu vì cuộc bầu cử đã bị gian lận. Cuộc bầu cử đó đã bị gian lận. Và nếu cuộc gọi này không tốt, tại sao anh ta và các luật sư của anh ta không cúp máy đi chứ? Sao anh ta dám nói như thế? Đây là một cuộc điện thoại hoàn hảo. Collins, chà rõ ràng là họ đã quan tâm đến mức họ phải ghi âm cuộc gọi. Và tất nhiên, tôi nên lưu ý rằng về việc này chúng ta thấy nhiều người đã lầm cũng như là cô ta bất kỳ cuộc gọi hay là thư từ hoặc là lời giao lưu nào giữa tổng thống đương nhiệm với các cơ quan về một vấn đề quan trọng đều được ghi lại như là tài liệu của quốc gia bởi vậy cho nên có nhiều luật sư trên một đường dây và họ cùng xưng tên khi nói chuyện với tổng thống và hãy thử hỏi có ai ngu gì suối bậy trong hoàn cảnh như thế hay không Tổng thống Trump trả lời tiếp, đây là một lời kêu gọi được đưa ra để đặt câu hỏi về kết quả bầu cử. Và khi chúng ta không thể đưa ra lời kêu gọi để đặt câu hỏi về kết quả bầu cử, thì đất nước này kể như bỏ đi rồi chứ còn gì? Collins vẫn ca bài bầu cử không có dân lận, cáo buộc dân lận là không có cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, nếu ai đã trót cho các cô, các cậu, các ông, các bà, các cụ gì gì sĩ, loa phường sĩ, vân vân, mượn lỗ tai của mình để họ ca điệp khúc cáo buộc dân lận bầu cử là không có cơ sở. Bầu cử trong sạch, tốt đẹp, Biden thắng minh bạch, vân vân trong suốt mấy năm qua. Bây giờ có lẽ nên bỏ chút thời gian để suy nghĩ, có thể nào trả lời vài câu hỏi khiến cho họ phải ngậm tâm này hay không? Câu thứ nhất, vậy chứ các ông bà dựa trên cơ sở nào để ca rằng cáo buộc gian lận là không có cơ sở chứ? Không lẽ cơ sở ấy là từ miệng của quý vị hay là từ miệng của truyền thống hay là từ kết quả của cuộc điều tra nào? Có không? Câu thứ hai, là các ông bà nghĩ gì về hình ảnh 81 triệu phiếu và 74-75 triệu phiếu trên màn ảnh này đây. Và đến đây, sau khi trả lời cho một khán giả rằng ông mới là người bảo vệ cho doanh nghiệp tư nhân, thì Tổng thống Trump tiếp, họ nghĩ vì tôi đang dẫn trước Biden 11 điểm, 7 điểm, 9 điểm, tôi dẫn trước anh mất tôn nghiêm, đi Santimonious rất nhiều, 40 hoặc 45 điểm. Tôi nghĩ anh ấy nên thư giãn, thông thả và suy nghĩ về tương lai, bởi vì hiện nay tương lai của anh ấy không có được tốt lắm tôi nói với các bạn điều này nhé chúng ta thực sự đặt nó vào tay của biden nhưng ông ấy cũng đã tự đặt nó cho mình vì nền kinh tế đang bốc mùi lạm phát khủng khiếp và biên giới là một thảm họa nhân tiện phải nói cách mà ông ta rút ra khỏi afghanistan là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta và đến đây thì khán giả vỗ tay cả rạp ủng hộ lời của tổng thống trump sau cùng để kết thúc chương trình đại bại của cnn thì cô collins đưa ra một câu hỏi chính trị rất rẻ tiền nếu được đề cử ứng viên cộng hòa ông có cam kết sẽ thừa nhận kết quả cuộc bầu cử 2024 hay không? Tổng thống Trump trả lời liền. Vâng, nếu tôi, nếu tôi nghĩ đó là một cuộc bầu, bầu cử, cử trung thực, tôi chắc, chắc chắn sẽ làm như vậy. Colin, ông sẽ cam kết chấp nhận kết quả cuộc bầu cử bất kể kết quả như thế nào chứ? Tổng thống Trump, cô muốn tôi trả lời một lần nữa có phải không? Nếu tôi nghĩ rằng đó là một cuộc bầu cử trong thực, tôi sẽ rất vinh dự chấp nhận. Hiện tại chúng ta đang dẫn trước đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa rất xa. Và bạn biết không, nếu tôi không thắng, đất nước này sẽ gặp rắc rối lớn. Thật là buồn khi thấy những gì đang xảy ra. Và quá như người dân Hoa Kỳ đang trải nghiệm. Như lời ông đã nói trước bầu cử 2020, đó là bầu cho Biden, thì Hoa Kỳ sẽ có trong ngoài y như những gì chúng ta đang gánh hiện nay. Collins vặn lại, nhưng không có cam kết nào về việc chấp nhận kết quả, bất kể là kết quả như thế nào có phải không? Một lần nữa, Tổng thống Trump đáp, đúng vậy, nếu đó là một cuộc bầu cử trung thực, tôi sẽ làm. Collins, được rồi. Như vậy là không cam kết chấp nhận kết quả bầu cử 2020 hoặc là thừa nhận những gì đã xảy ra vào năm 2020. Tổng thống Trump bảo Collins nói tiếp với cử điệu phá tay, xem lời nói, chiêu trò chính trị sách vở của cô ta như là bọt bèo. Nhưng thái độ của ông vẫn tỏ ra có chứa phần thân thiện đối với một người dân Hoa Kỳ vừa phỏng vấn ông. Nói đến tình hình nóng bỏng hiện nay, cuối cùng họ cũng đã truy tố tổng thống Trump cho bằng được, trong khi đó thì vụ của bà Hillary Clinton và của ông Biden không thấy được nói đến. Hạ uy tín của tổng thống Trump là cách để chiếm ưu thế chính trị, nhưng thành công được bao nhiêu lại là vấn đề khác. Và ngoài ra dư luận được lái tránh chuyện gia đình của ông Biden đang bị điều tra tình nghi hối lộ và báo chí của họ che đậy, không hề báo cáo những khủng hoảng khác. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2023 vừa qua thì Jack Smith người được Bộ trưởng Tư pháp của ông Biden bổ nhiệm làm công tố đặc biệt, đã công bố bản cáo trạng truy tố Tổng thống Trump gồm 49 trang, 37 tội trong vụ mang hồ sơ Tổng thống về Malago. Nếu ta tính chung với 34 tội vừa qua của ông công tố viên cấp quận ở New York, sẽ thành là 71 tội. Và như thế nếu họ thành công, ông sẽ có thể ở tù sắp xỉ 300 năm. Người dân chúng ta nghĩ xem có thái quá không? Có lộ liễu quá không? 7 năm chịu đựng bao nhiêu oan khiên của một con người chắc có ngày phải đủ chứ. Truy tố là một việc, nhưng kết quả ra sao thì phải chờ ở cuối đường, chứ không phải là chuyện dễ. Cho nên người ta cần phải cẩn thận trước khi tin những hình ảnh báo chí đã đăng, chẳng hạn như là thùng thùng hồ sơ chỗ này chỗ kia, bên cầu tiêu, bên hố xí, phòng tắm hay là hành lang, vân vân. Biết đâu, đó chỉ là những thùng vật dụng của cá nhân, quần áo, báo chí hoặc là hồ sơ hoàn toàn thuộc quyền của Tổng thống để tạm sau khi mới dọn về hoặc là lời của báo chí, chính trị hay là công quyền nếu đã bị vũ khí hóa, luận rằng góc này có tội, góc kia có tội, vân vân mà vội tin. Ở đời thường, con người có thể làm ra những điều thái quá cũng như là bất cập để thỏa mãn tham vọng. Nhưng khi đến đỉnh điểm ấy thì chúng ta sẽ thấy sự vật luôn luôn tự có cách trở về thế quân bình hợp với lẽ tự nhiên của nó nhiều khi khiến cho người ta ngạc nhiên. Hiểu được đạo lý này thì ác chúng ta không phải lo gì cả. Hơn nữa, chúng ta đã nói họ không làm gì được Tổng thống Trump. Số tù này không phải dễ kiếm và Tổng thống Trump cũng chẳng có. Càng bị đây thì ông càng vươn lên mạnh mẽ hơn. Tổng thống Trump không hề nao núng chút nào. Hai ngày sau khi có tin bị truy tố thì ông vẫn tiếp tục đi vận động. Và ông đã nói bản cáo trạng lố bịch và vô căn cứ của bộ phi công lý được vũ khí hóa của chính quyền Biden sẽ được coi là một trong những vụ lạm quyền khủng khiếp nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Ông đã đưa ra một loạt chính sách trong nghị trình 47 của ông trong đó có nhiều biện pháp sẽ được thực hiện để thắt chặt biên giới Hoa Kỳ, ngăn chặn chiến tranh ở Ukraine và thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia. Ông nói, Mỹ hiện nay là một mớ hỗn độn, nhưng với tư cách là tổng thống, ông sẽ tìm cách chỉnh đốn các vấn đề. Hướng tới năm 2026, ông nói, tôi sẽ dẫn đầu một cuộc chào cờ lớn kéo dài cả năm cho Hoa Kỳ để kỷ niệm 250 năm quốc khánh với tuyên ngôn độc lập ngày 4 tháng 7 năm 1776. Và khi đã nhận ra chúng ta đang lâm nguy, đang đứng trên bờ vực, cái mà chúng ta cần là tiếp tục ủng hộ vật chất và tinh thần cho công trình cứu nước. Và ngoài Tổng thống Trump, không tìm thấy ai có đủ quyết tâm, bản lĩnh, kinh nghiệm và tài năng để tức thì bắt tay ngay vào việc khẩn cấp này. Và cuộc nói chuyện với bình dân kỳ thứ 303 về hồ sơ tổng thống tổng thống trump tiếp tục làm chủ sân khấu cnn phần thứ năm phần cuối của loạt bài tổng thống trump và cnn đến đây xin tạm dừng xin hẹn gặp lại cũng trong chương mục nói chuyện với bình dân kỳ tới trên diễn đàn độc lập kính chúc tất cả quý vị và các bạn những ngày vui khỏe và bình an rất mong quý vị và các bạn góp một tay bấm vào subscribe nếu chưa từng làm quý vị thích tiếp tục được xem thì vui lòng bấm cho cái like chia sẻ và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt để giúp cho diễn đàn của quý vị và các bạn có sức thuyết phục youtube Nhớ bấm vào nút chuông và chọn O để được thông báo có bài mới. Xin tạm biệt. Bye bye.